Sống có đức thì mặc sức mà ăn. Đây là câu châm ngôn mà Tôn luôn ghi nhớ trong đầu. Cùng với đó thì Tôn cũng đang áp dụng với đội ngũ ekip kèo bóng Tôn Tử khi mà tiếp xúc với toàn thể các bạn. Chính vì vậy khi mà anh em tìm đến Tôn, xin được tham vấn kèo cũng như là xin được tham gia vào nhóm thì anh em đừng bao giờ lăn tăn về cái chuyện là chúng tôi sẽ thu phí hay là xin lọc của anh em. Và nếu như anh em tìm đến đội ngũ của chúng tôi bất cứ một thành viên nào mà lấy phí hoặc là xin lọc của anh em thì anh em hãy chủ động kết nối với tôn qua cái địa chỉ zalo 0832 406091 hoặc telegram a còng kèo bóng tôn tử để tôn sẽ bồi thường tất cả những cái thiệt hại mà những nhân viên trong đội ngũ ekip kèo bóng tôn tử đã gây lên cho anh em anh em nhé những anh em nào mà đã quan tâm đến kênh của tôn từ ngày mà tôn sáng lập ra đến giờ thì chắc có lẽ rất nhiều anh em cũng đã có được cái niềm vui trọn vẹn khi đã đồng hành trong các hội nhóm cùng với Tôn rồi. Anh em ở trong nhóm thì chắc các bạn cũng đã hiểu được tình cảm mà Tôn dành cho anh em như thế nào. Bất cứ một ai mà tìm đến Tôn xin kèo hoặc là xin được vào nhóm thì Tôn cũng luôn sẵn sàng đưa anh em vào. Khi mà anh em vào trong nhóm thì chúng ta sẽ là người một nhà. Chúng ta sẽ cùng trên một chiến thuyền và chúng ta sẽ cùng dìu dắt nhau đi lên anh em nhé. Và khi anh em vào nhóm thì các bạn Mới thấy được những cái cuộc chơi của chúng tôi nó chất lượng như thế nào. Những cái trao đổi của Tôn trước khi trận đấu được diễn ra. Cũng như là những cái thông tin mà Tôn cung cấp cho anh em. Nó xác thực với trận đấu như thế nào. Như anh em cũng đã biết thì trong buổi tối ngày hôm nay. Tôn cũng đã lên cho anh em hai cái video. Đó là cái trận cầu giữa U17 Mali với U17 Maroc trong cái khuôn khổ. Là cái vòng tứ kết World Cup 2023. Cùng với đó thì cái trận cầu giữa Man City với Liverpool thì cũng đã khép lại rồi. Ở thời điểm hiện tại thì Lucaso với Chelsea thì cũng đang đụng độ với nhau. Ở trận cầu giữa Mali với cả Maroc thì chắc là anh em cũng đã hòa tiền với hai cái mã kèo mà Tôn cũng đã lên cho anh em. Khi mà Tôn cũng đã cho anh em đầu tư vào mã kèo Maroc được chấp 1.5 bóng cả trận cùng với đó là cái mã kèo tài 23 phần tư. Tuy nhiên thì ở trong nhóm khi mà có được đội hình ra sân chính thức của hai đội bóng này rồi, khi mà chúng tôi cũng đã được cung cấp tất cả những cái số liệu rất là quan trọng về cặp đấu này. Thì Tôn cũng đã lên cho anh em những cái mã kèo khác so với cả trên video anh em nhé. Đây anh em có thể thấy trên đây là những cái mã kèo mà Tôn cũng đã đồng hành trực tiếp trong trận đấu với anh em. Với cái mã kèo chính thì uh, Tôn có bảo anh em là uh, tài trận này thì anh em từ từ. Khi nào mà uh, trận đấu diễn ra ít phút. Khi mà Tôn nhồi kèo thì anh em hãng vào, vào tiền. Còn cái mã kèo phụ là cái mã kèo góc thì Tôn cũng đã đồng hành trực tiếp với anh em bằng ba cái mã kèo. Đó là Mali chấp 1 1/4 góc cho hiệp 1, Mali chấp 2.5 góc cả trận, cùng với đó là cái mã kèo xỉu góc 9.5. Kết thúc trận đấu này thì Tôn nhớ không nhầm là 40 góc dành cho Mali. Qua đó thì chúng ta cũng đã ăn được trọn vẹn hai cái mã kèo chấp, cùng với đó là cái mã kèo xỉu góc anh em nhé. Đây, anh em có thể thấy trên đây là những cái trao đổi của Tôn cùng với toàn thể anh em trong nhóm ở Tôn có nói với anh em là kèo góc thì anh em lên đi trước Tài trận thì anh em chờ về 2.5 thì ăn cho nó trọn vẹn Còn ở thời điểm hiện tại thì anh em có thể đi cho Tôn cái kèo đó là à, Maroc được chấp 1, 1 phần 4 bóng cả trận Và nếu như trong 15 phút Mali mà có bàn Thì anh em có thể bích cho Tôn với cái mã kèo là Maroc được chấp bóng anh em nhé đây anh em có thể thấy những cái trao đổi của tôn trước trận với toàn thể anh em thì uh, cũng đã tạo lên cho anh em được một cái niềm tin vô cùng là mãnh liệt vào những cái mã kèo mà tôn sẽ cho anh em biết và khi đồng hành trực tiếp với anh em trong cái trận cầu giữa U17 Mali với U17 Maroc thì kết thúc hiệp 1 khi mà U17 Mali họ cũng đã có được là 2-0 góc thì Tôn tiếp tục uh, nhồi cho anh em với cái mã kèo đó là Mali chấp 1 1/4 góc cho uh, cả trận thì kết thúc chung cuộc là 4-0 góc thì anh em cũng đã ăn rất trọn vẹn với cái mã kèo chấp góc này rồi. Đây anh em có thể thấy này. À, có rất nhiều anh em cũng đã bình luận là hốc Maroc à, hiệp 1 à, kèo về Liverpool nữa thì là đêm nay sẽ là ngủ ngon. Đấy rất là rực rỡ anh em nhé. Trận cầu giữa Man City với Liverpool thì anh em cũng biết rồi hai đội cũng đã hòa với nhau là à, một đều. Thì anh em ở trong nhóm chúng tôi cũng đã ăn được cả cái kèo tỷ số của trận đấu này anh em nhé. Đây anh em có thể thấy đây. MC đá góc quá cháy. ở à, Hên húp MC chấp 0.25 hiệp 1. Những cái mã kèo mà Tôn nên cho anh em thì nó rất là xác thực trong trận đấu anh em ạ. Còn đây là cái mã kèo mà Tôn cũng đã nhồi trực tiếp với anh em anh em nhé. Đây anh em có thể thấy. Khi mà phút thứ 19 của trận đấu. Cái mã kèo tài xỉu nó còn về cái mức là 3 phần 4. Tôn cũng đã cho anh em đầu tư vào mã kèo tài cả trận là 3 phần 4 kết thúc chung cuộc trận đấu này thì Mali họ cũng đã giành chiến thắng là 1-0. Thì anh em chúng ta cũng đã ăn được lửa tiền cái mã kèo à, tài trận anh em nhé. Còn cái trận cầu giữa Manchester City với cả Liverpool thì Tôn cũng đã đồng hành trực tiếp với anh em. Khi mà trận đấu này kết thúc hiệp 1 thì hai đội cũng đã có với nhau là tổng số 6 góc. Tôn đã tiếp tục nhồi cho anh em với cái mã kèo đó là anh em đầu tư vào kèo là tài góc 11. Kết thúc trận đấu này hình như là 15 góc thì anh em chúng ta cũng đã quá là từng bừng anh em nhé. Trong khi đó thì trận cầu giữa Manchester City với Liverpool khi mà trận đấu diễn ra được 26 phút thì cái mã kèo tài uh, trận nó về còn cái mức là 1 3 phần 4 thì Tôn cũng đã tiếp tục nhồi cho anh em với cái mã kèo đó là tài trận 3 phần 4. Kết thúc chung cuộc hai đội hòa với nhau một đều thì anh em đã ăn được uh, cái mã kèo tài này rồi. Còn ở những cái trận đấu khác thì sao? Trận cầu giữa uh, Valercal với cả uh, Barcelona đây anh em có thể thấy khi mà tỷ số của trận đấu này là 1-0 khi mà kết thúc hiệp 1 thì Tôn cũng đã cho anh em đi vào duy nhất một cái mã kèo mà thôi anh em nhé. Anh em có thể thấy đây Tôn chỉ cho anh em đi duy nhất một cái mã kèo đó là cái vị tỷ số 1 đều dành cho cả hai đội bóng. Kết thúc trận đấu này thì Barca họ cũng đã gỡ hòa được một đèo Qua đó thì anh em cũng đã rất là rực rỡ với cái mã kèo tỷ số 1 đều nhân gấp 3.6 lần điểm cược anh em nhé. Đấy anh em thấy không? Trong nhóm của Tôn thì lúc nào trao đổi cũng rất là rôm rả. Anh em chúng tôi coi nhau như là người một nhà ở Những anh em nào mà khó khăn Ở trong nhóm Thì anh em có thể đề xuất lên cho Tôn Và Tôn sẽ là người đứng lên Chịu trách nhiệm giải quyết tất cả những khó khăn Của anh em anh em nhé Kể cả là những anh em mà chẳng may Thua tha hoặc là không có vốn Thì Tôn luôn tạo điều kiện cho anh em Bằng những cái nguồn vốn nhỏ nhoi thôi Và cũng duy trì được cho anh em Có được niềm vui với cái đam mê của mình rồi một chút chia sẻ để cho các bạn hiểu về uh, tôn đối xử với anh em như thế nào. Đến với tôn tình cảm là trên hết, còn uh, tiền thì anh em có thể gác sang một bên anh em nhé. Tại vì sao? Tại vì tôn cũng đã là người từng trải trong cái bộ môn này rồi. Trong quá khứ thì tôn cũng chẳng tốt đẹp gì anh em ạ. Tôn cũng đã từng vỡ lợ cũng đã từng uh, bán xe, bán nhà và uh, bị uh, gia đình uh, vợ con chê trách đủ mọi điều, cũng như là Uh, tất cả những bạn bè mình vay tiền của họ không trả được họ coi mình không ra một cái gì anh em ạ đó ngày xưa thì tôn uh, là một cái người cũng có địa vị trong xã hội đấy anh em ạ tôn cũng là một ông chủ uh, có trong tay là 20 người thợ cơ khí anh em nhé thế nhưng chỉ vì là mãi chơi uh, ngày xưa thì tôn không những chơi bóng đá mà tôn còn đi các cái sòng sới để mở bát với cái môn sóc đĩa nhưng mà tôn cũng đã quá đen uh, sau khi mà đã vỡ lợ thì tôn cũng đã từng bị công an họ triệu tập và cũng đã từng bị tạm giam anh em nhé. Sau khi ngồi vào nhà đá và trở về với hiện tại thì tôn cũng đã quen được những anh em cũng đã có được những cái bài học xương máu. Vì vậy thì khi chúng tôi kết hợp với nhau và cũng đã đúc kết ra được rất nhiều những cái mánh khóe để giúp được anh em chúng ta có được cái sự đầu tư thuận lợi. Và anh em có biết không? Khi mà chúng tôi đưa lên bất cứ một cái trận cầu nào thì chúng tôi rất là tâm huyết với toàn thể anh em. Vì vậy khi anh em đồng hành cùng với Tôn thì tất cả mọi người đều rất là tự tin với những cái mã kèo mà Tôn nên cho anh em, anh em nhé. Rồi một chút chia sẻ như vậy thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề chính của cái video này. Đó là những cái mã kèo thơm nhất trong hai cái cặp đấu mà Tôn sẽ đồng hành với anh em. Anh em lưu ý nhé, là ở cái video này thì tôn sẽ đồng hành trực tiếp với anh em bằng hai cặp đấu anh em nhé. Cặp đấu đầu tiên sẽ là cặp đấu giữa Tottenham với cả Aston Villa. Trận cầu này thì sẽ được khởi tranh vào lúc 21 giờ tối nay, ngày 26 tháng 11. Còn một cái trận cầu khác đó là trận cầu giữa Everton với cả Manchester United sẽ được khởi tranh vào lúc 23 giờ 30 phút tối nay, ngày 26 tháng 11 anh em nhé. Hai trận đấu này thì đều là hai cái trận đấu thuộc khuôn khổ là vòng 13 giải Ngoại hạng Anh. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với uh, trận cầu giữa Tottenham với cả Aston Villa. Nhìn vào các thành tích thi đấu của Tottenham cũng như là Aston Villa ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể thấy được rằng là hai đội bóng này họ cũng đang bám đuổi rất là sát sao với nhau trên bảng tổng sắp anh em nhé. Tottenham thì đang tạm thời ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Sau khi trải qua 12 cái trận đấu tại đấu trường ngoại hạng Anh thì uh, Tottenham họ cũng đã có được cho mình là 8 chiến thắng, hai trận hòa và cũng đã để thua hai trận. Lúc này thì uh, Tottenham cũng đang có được cho mình là 26 điểm trên bảng xếp hạng anh em nhé. Và nếu như ở cái trận cầu này Tottenham họ đánh bại được uh, Aston Villa thì cái vị trí của Tottenham sẽ được cải thiện đáng kể anh em nhé. Và nếu như Arsenal họ sẽ để thua ở cái trận cầu tới đây hoặc là hòa thì Tottenham họ sẽ uh, vươn lên cái vị trí thứ hai, họ sẽ thay thế vào vị trí của Liverpool khi mà có được cho mình là 29 điểm. Tuy nhiên để làm được cái điều này thì cũng không phải là một cái vấn đề đơn giản. Khi mà chúng ta biết rằng Aston là một cái gã nhà giàu mới nổi ở cái đấu trường ngoại hạng Anh trong hai cái mùa giải gần đây. Aston ở cái mùa giải này thì họ cũng đã chịu chi ra rất là nhiều tiền để mua sắm lợi thất cho câu lạc bộ của mình. Và với cái nguồn chi phí dồi dào thì lúc này Aston họ đang sở hữu một số những cái cầu thủ rất là chất lượng anh em nhé với cái việc mà Villa họ đang uh, có một cái đội hình khá là đồng đều thì uh, Villa họ cũng đã thể hiện rõ ra mặt khi mà ở thời điểm hiện tại Villa họ cũng đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp một cái vị trí mà gần như Villa chưa bao giờ được chạm đến nhìn vào cái bảng thành tích của đội bóng này thì chúng ta có thể thấy được uh, sau khi trải qua 12 cái vòng đấu Aston họ cũng đã có được cho mình là 8 chiến thắng. Họ cũng đã hòa 1 và để thua 3 trận. Với cái thành tích này thì Aston họ cũng đang có cho mình là 25 điểm trên bảng xếp hạng. Và hiệu số phụ của Aston đang là khá cao khi là đang dương 12 bản anh em nhé. Nhìn vào cái thành tích thi đấu của cả hai đội bóng trong những trận đấu vừa qua thì chúng ta có thể thấy được là Tottenham họ cũng đang sở hữu một cái hàng công tương đối là chất lượng khi mà trải qua 12 vòng đấu, trung bình thì Tottenham họ cũng đã ghi vào lưới của đối thủ là hai bàn anh em nhé. Và họ cũng đã nhận về cho mình hơn một bàn thua trong mỗi trận. Còn Aston Villa thì sao? Nhìn vào cái thành tích ghi bàn của Aston Villa thì chúng ta có thể thấy được hàng công của Aston Villa họ cũng đang chơi khá là hiệu quả. Khi mà trải qua 12 vòng đấu, Aston họ cũng đã có được cho mình lên đến là 29 bàn thắng. Tuy nhiên thì Aston họ cũng đã để thua lên đến là 17 bàn. Thì cho thấy được rằng hàng thủ của Aston họ cũng đang chơi không mấy là hiệu quả. Và chúng ta cũng có thể nhận thấy rằng Aston với một cái lối chơi ở thời điểm hiện tại thì họ đang chơi khá là phong khoáng. Cùng với đó thì Tottenham cũng là một cái đội bóng chơi khá là phóng khoáng trong cái mùa giải mới lẻ anh em nhé. Xét về cái thành tích đối đầu của hai đội bóng này trong 5 trận gần nhất tính từ năm 2021 trở lại đây thì chúng ta có thể thấy được Tottenham không phải là một cái đội bóng áp đảo so với cả Aston Villa. Aston Villa họ cũng đã từng 3 lần đánh bại à, Tottenham anh em nhé Ở cái mùa giải trước thì chúng ta có thể thấy được là à, Aston Villa họ cũng đã từng 2 lần đánh bại à, Tottenham ở cái trận lượt đi cũng như là trận lượt về trong cái khuôn khổ là giải Ngoại hạng Anh. Ở cái trận lượt đi được diễn ra vào ngày 1 tháng 1 thì Aston Villa họ cũng đã đánh bại Tottenham với tỷ số là 2-0 trong cái chuyến làm khách. Và ở cái trận lượt về khi mà Tottenham họ phải làm khách trên sân nhà của Aston Villa thì Tottenham họ cũng đã để thua Aston Villa với tỷ số là 2-1. Xét về cái thành tích đối đầu ở cái mùa giải vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được là Aston Villa họ đang à, có một cái uy lực à, cao hơn so với cả Tottenham. Tuy nhiên thì ở mỗi một giải đấu nó lại một khác đi, ở mỗi một cái thời điểm nó đều khác nhau anh em ạ. Tại vì Tottenham ở thời điểm hiện tại dưới thời của huấn luyện viên Pooto Kuklu thì ông đang hướng đến cho các học trò của mình một cái lối chơi khá là đa dạng, một cái lối chơi cởi mở và không ngại va chạm với bất cứ một cái đội bóng nào. Và cái điều này thì cũng đã giúp cho Tottenham có được cái vị trí thứ tư ở thời điểm hiện tại trên bảng xếp hạng của Ngoại hạng Anh anh em nhé. Tuy nhiên để mà nhìn vào sâu hơn thì chúng ta có thể thấy được là mỗi một lần mà hai đội bóng này chạm chán với nhau thì đều có một cái kịch bản là tưng bừng bàn thắng. Chỉ có duy nhất là một cái trận đấu thuộc cái khuôn khổ lượt đi khi mà Tottenham họ để thua Atenvina với tỷ số là 0-2 mà thôi. Còn lại thì à, 4 trận đấu họ đều có kịch bản là từ 3 bàn thắng trở lên anh em nhé. Chính vì thế mà trận đấu tới đây chúng tôi cũng đang hướng đến một kịch bản là hai đội bóng họ sẽ chơi cởi mở và sẽ có một cái màn rượt đuổi tỷ số. Và cũng chính vì cái thành tích đối đầu của cái mùa giải trước khi mà Aston Villa họ cũng đã hai lần đánh bại Tottenham thì nhà cái họ cũng đang xếp cái mức kèo chấp ở trận đấu này là cái mức bằng bóng dành cho cả hai câu lạc bộ. Rõ ràng với cái mã kèo bằng bóng như thế này thì giới chuyên môn họ đang đánh giá cho một kết quả tốt đẹp dành cho Aston Villa. Thế nhưng dưới thời của huấn luyện viên Porto Cuclu thì à, uh, Song Min cùng với những đồng đội của mình cũng đang chơi khá là hiệu quả ngay tại sân nhà của mình. Và điển hình như là Arsenal hay là uh, Liverpool anh em nhé. Chính vì vậy với cái mã kèo ở thời điểm hiện tại thì Tôn sẽ tham vấn cho anh em. Đó là anh em lên đầu tư vào mã kèo là uh, chọn đội chủ nhà Tottenham cả trận. Cùng với đó là anh em nên chọn đội chủ nhà Tottenham cho hiệp 1. Sẽ là hai cái mã kèo sáng để anh em chúng ta đầu tư và mang về lợi nhuận cho mình anh em nhé với cái mã kèo tài xỉu ở trận đấu này thì rất có thể là khi sát giờ bóng lăn cái mã kèo tài trận nó sẽ được uh, kéo về cái mức là bao hòa với điểm ăn uh, cao anh em nhé vì vậy uh, cái mã kèo tài 3 sẽ là cái mã kèo để anh em chúng ta đầu tư và mang về nguồn lợi nhuận cho mình còn cái kèo tài xỉu góc của trận đấu này thì nhà cái họ cũng đang đánh giá cao cho một thế trận là hai đội bóng họ sẽ chơi cởi mở và sẽ có nhiều những cái pha phạt góc được tạo lên khi mà uh, mức kèo tài góc họ đang để cái mức là 10.5 anh em nhé. Với cái mã kèo góc như thế này thì anh em cũng biết rồi, Tottenham là một cái đội bóng ở cái mùa giải mới họ chơi vô cùng là cởi mở. Aston Villa thì là một gã nhà giàu mới nổi, họ cũng có những cái lối chơi vô cùng là phóng khoáng. Và mỗi một trận đấu của Tottenham cùng với Aston Villa thì chúng ta đều được chứng kiến rất nhiều những cái pha phạt góc được cả hai đội bóng tạo lên. Chính vì vậy, cái mã kèo góc ở trận đấu này thì Tôn sẽ hướng cho anh em đến cái mã kèo đó là anh em chọn tài góc Lâm Hòa cho hiệp 1. Và anh em nên đầu tư vào mã kèo đó là tài góc 10.5 cả trận. Sẽ là hai cái mã kèo tối ưu nhất để anh em chúng ta đầu tư và mang về nguồn lợi nhuận cho mình. Rồi, ok ở cái trận cầu giữa Tottenham với Aston Villa thì Tôn cũng đã tham vấn kèo chơi xong cho anh em. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với à, những cái mã kèo ở trận cầu giữa Everton với cả MU anh em nhé. Nhìn vào cái bảng kèo cược ở thời điểm hiện tại thì cũng khá là ngạc nhiên khi mà chúng ta lại được chứng kiến uh, một cái mã kèo bằng bóng cho cả hai câu lục bộ ở thời điểm hiện tại, một cái mã kèo mà uh, có thể nói là chưa bao giờ mà họ chạm phải ở cái ngưỡng cửa này, anh em nhé. Còn với cái mã kèo tài xỉu thì nhà cái đang để cái mức là hai ba phần tư. Nhìn vào cái bảng kèo cược như thế này, thì rất nhiều fan hâm mộ của màu u cũng uh, tỏ ra khá là ngạc nhiên phải không ạ? Tuy nhiên xét về những cái trận đấu của Ten Hag cùng với những học trò của mình ở cái mùa giải 2023-2024 này, thì chúng ta uh, không thể nào mà chấp nhận được uh, MU ở thời điểm hiện tại. MU cũng đã bị rất nhiều những cái đối thủ nhỏ con họ đánh bại. Cùng với đó, thì cái chiến thuật dùng người của Ten Hag ở cái mùa giải này nó cũng chẳng đâu vào đâu, anh em ạ. Những anh em nào mà là fan hâm mộ của MU thì chúng ta cũng đã từng được chứng kiến uh, ở cái khoảng thời gian đầu tiên của cái mùa giải mới. Hag ông cũng đã thay đổi những cái chiến thuật của đội bóng liên tục, anh em ạ. À. Mỗi một trận đấu thì Hag đều đưa ra một cái sơ đồ khác nhau. Chính vì vậy nên là đội bóng này họ không có một cái lập trường vững vàng và à, chính vì cái điểm yếu này nên à, MU cũng đã phải trả một cái giá đắt. Và một cái lý do nữa để cho anh em biết được là tại sao mà nhà cái họ lại để cái mức bằng bóng dành cho MU ở cái trận đấu tới đây thì chúng ta cần phải nhìn vào cái đội hình ở thời điểm hiện tại của uh, Manchester United. Ở thời điểm này thì chúng ta có thể thấy được MU họ đang dính vào một cái cuộc khủng hoảng về chấn thương. Ten Hag đang sở hữu một cái danh sách thương bệnh binh lên đến 9 cầu thủ anh em ạ. Trong khi đó những cầu thủ uh, có những cái tính chất quan trọng như là Eriksson, uh, gia đình Sancho, uh, Martinez, Holun hay là Mason mao thì cũng đang chấn thương không thể thi đấu trong cái trận đấu tới đây được còn Casemiro thì khả năng phải nghỉ rất là dài malaysia thì cũng vậy anh em nhé trong khi đó thì everton họ cũng chỉ có hai cái tên đáng chú ý à, dính phải chấn thương không thể thi đấu mà thôi rõ ràng nhìn vào cái tương quan lực lượng của hai đội bóng này thì à, mu chắc chắn không phải là một cái địa chỉ tin tưởng để cho chúng ta có thể à, chìa khóa trao tay về cái mã kèo à, chấp bóng được anh em nhé với một cái sơ đồ đang là 4231 à, một cái sơ đồ mà TH cũng đã vận dụng rất là lâu dài cho các học trò của mình thì ở trận đấu tới đây chúng tôi cũng không hướng đến một kịch bản là hai đội bóng họ sẽ có nhiều những cái màn à, đôi công đẹp mắt cùng với đó thì chúng ta có thể thấy được một cái sơ đồ đổ bê tông xe buýt hai tầng đó là sơ đồ à, 4411 của Everton thì đang được huấn luyện viên đi dj à, vận dụng rất là thuần thục với một cái sơ đồ chặt chẽ của hai đội bóng như thế này thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào hướng đến à, một cái kịch bản là hai đội bóng họ sẽ tạo lên nhiều bàn thắng trong trận đấu này được anh em nhé à, chính vì vậy thì cái mã kèo là everton được chấp một phần tư bóng cả trận sẽ là cái sự lựa chọn sáng suốt để anh em chúng ta mang về nguồn lợi nhuận cho mình cùng với đó thì như chúng tôi cũng đã phân tích với anh em thì ở trận cầu này khi mà MU họ thiếu đi rất nhiều những cái tên trụ cột. Nếu như bất cứ một cầu thủ nào của MU trên hàng công mà chấn thương ở thời điểm hiện tại thì sẽ là khó khăn, trồng chất khó khăn cho MU anh em nhé. Vì thế thì ở trận đấu tới đây chúng tôi cũng không hướng đến một kịch bản mà MU họ sẽ mạo hiểm chơi dâng cao. Còn Everton thì chúng ta biết rồi, một cái sơ đồ là 4411, một cái xe buýt hai tầng cũng đã được dựng lên trước khung thành của Everton. Vì vậy thì à, trận đấu này Tôn sẽ hướng cho anh em đến cái mã kèo đó là anh em nên đầu tư vào mã kèo siêu trận 23 phần tư với điểm ăn đang là 0.85 sẽ là sự lựa chọn hợp lý để anh em chúng ta mang về nguồn lợi nhuận cho mình còn ở cái trận đấu này thì Tôn tiếp tục lên cho anh em với cái mã kèo góc như anh em cũng đã biết được rồi à, Màu MU là một cái đội bóng họ chơi cũng khá là đang dạng MU trận đấu nào họ cũng có được rất nhiều những cái pha phạt góc Chính vì thế với cái mã kèo chấp góc ở trận đấu này thì tôn khuyên anh em là chúng ta nên chọn đầu tư vào mã kèo đó là đi góc MU sẽ là cái sự lựa chọn đầu tư hợp lý anh em nhé. Còn với cái mã kèo tài xỉu góc ở trận đấu này thì nhà cái đang để cái mức là 10.5 thì tôn cũng đã phân tích cái đội hình cũng như là chiến lược cho anh em rồi. Hai đội bóng họ sẽ chơi thận trọng vì thế trận đấu này chúng tôi không hướng đến một kịch bản là à, hai đội bóng họ sẽ có nhiều những pha phạt góc. Vì vậy với mã kèo tài xỉu góc đang là thì anh em nên đầu tư cho Tôn vào cái mã kèo đó là xỉu góc 10.5 sẽ là sự lựa chọn đầu tư hợp lý để anh em chúng ta mang về uh, chiến thắng cho mình. Rồi, như vậy là Tôn cũng đã lên tham vấn và nhận định kèo chơi xong cho anh em về hai trận cầu, đó là trận cầu giữa Tottenham với cả Aston Villa và trận cầu giữa Everton với cả MU. Với những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại thì Tôn mong rằng anh em chúng ta sẽ đầu tư và mang về nguồn lợi nhuận cho mình và chúng ta sẽ giành được những cái chiến thắng uh, rất là vẻ vang anh em nhé. Tuy nhiên thì tôn vẫn phải nhắc lại với anh em là ở thời điểm này khi mà tôn làm video thì vẫn còn đang là rất sớm. Những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại thì anh em cũng chỉ lên chơi vui vẻ văn nghệ mà thôi. Nếu như anh em trùng máu và hợp ý với tôn anh em nhé. Còn nếu như anh em nào mà cảm thấy những nhận định của tôn nó uh, sai với những gì mà anh em hiểu biết thì anh em có thể đi kèo ngược lại cũng không sao. Vì trên đây cũng chưa phải là những cái mã kèo mà tôn sẽ chốt cho anh em đầu tư big bet trong các hội nhóm. Và để có được những cái mã kèo chơi chất lượng nhất thì các bạn hãy chủ động kết nối với tôn qua cái địa chỉ zalo mà tôn cũng đã in trên màn hình đó là số điện thoại 0832406091 hoặc telegram a còng kèo bóng tôn tử để anh em nhận được những cái tham vấn tốt nhất cũng như là những cái mã kèo đầu tư trong trận đấu này để anh em mang về uh, nguồn lợi nhuận lớn nào cho mình anh em nhé với hai cái trận đấu này thì anh em xem video của tôn thì uh, tôn cũng không phải là đi uh, quá sâu sắc về họ vì ở thời điểm này, chúng tôi vẫn đang tiếp tục cập nhật những cái thông tin đáng chú ý về cả hai đội bóng. Vì vậy Tôn cũng chỉ lên nhận định sơ bộ cho anh em thôi. Còn anh em nào mà muốn tìm hiểu sâu sắc hơn, anh em muốn có được những cái mã kèo chơi chất lượng thì các bạn hãy chủ động liên kết với Tôn để anh em có được những cái thông số tốt nhất trước khi đầu tư anh em nhé. Còn bây giờ thì Tôn cũng xin kết thúc cái video này ở đây. Và trước khi rời khỏi cái video này thì Tôn mong rằng À, với những gì mà tôn cũng đã làm được cho anh em trong quá khứ thì à, anh em hãy dành tặng cho chúng tôi những cái lượt like cũng như là những cái lượt đăng ký Kênh để ủng hộ cho chúng tôi ngày càng phát triển và sẽ ra thêm nhiều video nhận định chất lượng cho anh em anh em nhé Còn bây giờ thì à, kính chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo